Sinh nhật tuổi 42 của mỹ nhân không tuổi Trần Kiều Ân bên bạn trai trẻ. Ngôi sao phim truyền hình xứ Đài, Trần Kiều Ân đã có một bữa tiệc sinh nhật ấm áp và ngọt ngào bên bạn trai cùng bạn bè thân thiết. Sau 2 năm bên nhau, cặp tình nhân lệch tuổi ngày càng thắm thiết. Ngày 4 tháng 4 vừa rồi, Trần Kiều Ân đã tổ chức sinh nhật lần thứ 42 cùng bạn trai Alan và những người bạn thân thiết trong làng giải trí. Bữa tiệc diễn ra tại nhà riêng của nữ diễn viên họ Trần được trang trí với hoa hồng, bánh kem và bóng bay đẹp mắt. Những người bạn thân của Trần Kiều Ân như Triệu Hồng Kiều, Lại Vi, Như, Kha Gia Yến, Tạ Khôn Đạt đều có mặt tại bữa tiệc ấm cúng này. Nữ diễn viên 7X diện một chiếc áo phông màu hồng, trang điểm nhẹ nhàng và cột tóc trẻ trung trong tiệc sinh nhật lần thứ 42. Trên trang cá nhân, cô còn đăng tải một số khoảnh khắc ngọt ngào tại bữa tiệc và đáng chú ý là nụ hôn ngọt ngào giữa Trần Kiều Ân và bạn trai người Malaysia, Alan. Cặp đôi đã ở bên nhau 2 năm và rất hạnh phúc. Được biết, chính Alan là người lên kế hoạch và đứng ra tổ chức bữa tiệc sinh nhật tuổi 42 cho Trần Kiều Ân. Anh gửi tặng bạn gái một bó hoa hồng lãng mạn cùng lời chúc. Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của anh. Trần Kiều Ân đang hò hẹn với thiếu gia kém 9 tuổi, Alan. Cặp đôi quen nhau trong một show truyền hình hò hẹn vào năm 2019 và chính thức về sống chung từ giữa năm 2020. Trước khi gặp Alan, Trần Kiều Ân từng có cái nhìn khắc nghiệt về hôn nhân và tình yêu. Trần Kiều Ân từng gây sốc khi tuyên bố sẽ không kết hôn vì tin rằng bản thân giàu có và hoàn toàn có thể chăm sóc cho chính mình mà không cần người đàn ông nào bên cạnh. Chính sự chân thành, ấm áp của Alan đã khiến trái tim Trần Kiều Ân rung động. Cô chấp nhận làm bạn gái của anh và không ngại công khai tình cảm trên mạng xã hội suốt thời gian qua. Một nguồn tin cho hay, Trần Kiều Ân và bạn trai người Malaysia đã lên kế hoạch kết hôn và sinh con. Gần một năm qua, Alan cũng đã chuyển hẳn sang Đài Loan sinh sống và làm việc để được ở gần Trần Kiều Ân. Anh xuất thân từ một gia đình giàu có tại Malaysia. Kể từ khi hò hẹn với Alan, Trần Kiều Ân cũng không còn thiết tha với những hoạt động trong làng giải trí. Cô ngừng đóng phim hơn 2 năm nay và vắng mặt tại nhiều sự kiện. Trần Kiều Ân đã từ chối nhiều kịch bản phim và cho biết chỉ nhận vai khách mời với công việc có thời lượng ghi hình ngắn vì không muốn ảnh hưởng đến kế hoạch cá nhân. Hò hẹn với một người đàn ông kém tuổi cũng khiến Trần Kiều Ân rạng rỡ và tăng cân hơn. Cô luôn tươi cười, vui vẻ và xinh đẹp hơn xưa. Cuối năm 2020, giới săn tin bắt gặp Trần Kiều Ân được Alan đưa tới một bệnh viện thăm khám. Thông tin này làm rộ lên tin đồn cặp đôi sắp đón con đầu lòng. Tuy nhiên, Trần Kiều Ân đã từ chối bình luận về tin đồn trên. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.